mình biết đó là sân thì mình sẽ không hành động bởi tâm sân. Khi mà giận thì dứt khoát không nói, dù vẫn đừng mắng người ta, chỉ gây thêm quán mà hận nay thêm đầy thôi chứ không có được gì. Si cũng vậy. Cho nên con người thì ai cũng tham, nghe cho kỹ, nhưng mà phải biết việc làm đúng sai. Đừng vì tham vọng phát tài gây nên ân oán kéo dài khổ đau. Nên sống biết đủ gây nên hoang trái kéo dài khó yên. Nên sống biết đủ tùy duyên, dụng tâm nuôi dưỡng tánh hiền của ta. Dẫu đời gặp cảnh phong ba cũng đừng quán trách người ta hại mình. Muôn sự trong kiếp nhân sinh có nhân có quả, có dinh có hèn. Đừng vì tài lợi nhỏ nhen mà gây thêm nghiệp rối ren cuộc đời. Cho dù đi khắp muôn nơi cũng nhớ đừng để đánh rơi tâm từ. Tiền tài danh vọng vô hư, chỉ có phước đức chân như trường tồn. Dẫu người là dại hay khôn, biết tu biết nhẫn tâm hồn thảnh thơi. Từ bi đức tính để đời, phước đức vô lượng sáng ngời nhân tâm. Bây giờ mới vỗ tay. Như vậy thì làm lành lánh dữ là chúng ta chỉ hướng về điều lành, dứt khoát điều ác không làm. Mà trong kinh Đức Phật Ngài dạy là cái người làm việc lành á, nó có hai cái lợi ích rất thiết thực. Nếu như ai có trí tuệ sẽ thấy ngay. Để chúng ta làm lành, lợi ích thứ nhất của cái người làm lành là gì? Đó là chế ngự được điều ác trong tâm. Hãy học cái này liền. Khi mà tâm mình hướng về điều thiện á thì điều ác nó mất đi. Khi mà tâm thiện sanh khởi thì tâm ác nó không có. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú á, khuyên chúng ta là hãy tích cực làm việc lành để chế ngự điều ác trong tâm. Vì tâm người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp thì dễ ưa thích làm việc ác. Một ngày mà không nghĩ việc lành tức thì dạng ác phát sanh dập dồn. Mà ở ngoài nó có một câu vui là nhàn cư thì di bất, bất thiện, rảnh rỗi thì sanh gì? Trời ơi, giỏi ha. Học kinh thì dở mà học mấy câu này hay dữ. Cho nên mình không có để cái tâm mình nó sanh bất thiện được. Bởi vì rõ ràng Đức Phật nói là minh sanh thì dung nó diệt. Thiện sanh, tâm thiện sanh thì tâm bất thiện nó diệt. Tâm mình nó chỉ có xuất hiện một tâm thôi chứ không hai tâm được. Giống như ánh sáng xuất hiện thì bóng tối nó mất, mất đi. Mà bóng tối xuất hiện thì ánh sáng nó mất, mất đi. Vô minh sanh thì minh nó diệt. Đi về phía ánh sáng, bóng tối tự tiêu tan. Đi về phía bình an, khổ đau tự biến mất. Đi về phía được mất, lòng liền bị hẹp đi. Đi về phía từ bi, tâm tự nhiên rộng lớn. Đi về phía thiệt hơn, đời gập ghềnh lên xuống. Đi về phía ham muốn, phiền não khắc tự sinh. Đi về phía thiện bình, tham sân si vô hiệu. Đi về phía thấu hiểu, lòng tự khắc bao dung, chứ không có bung vào. Ông cái lòng bao dung thì nó không có hẹp hòi, không ích kỷ.
Còn cái lòng mà ích kỷ hẹp hòi á thì không bao giờ có sự bao dung. Khi mình tính toán rồi từng ly từng tí, mà cái tâm con người mình nó ngộ lắm quý vị. Lúc mà nó rộng rồi thì nó bao la khôn cùng, nhưng khi nó hẹp hòi tính toán là nó chi ly chi chích. Cho nên người ta có một câu nói rất hay là người thương người thì bao nhiêu cũng thiếu, mà người ghét người chút xíu cũng dư. Khi đã tính toán rồi, đi về phía thiệt hơn thì đời gặp gần lên xuống, đi về phía ham muốn thì phiền não khắc tự sinh. Đúng với chủ đề chúng ta là ly tham. Khi Đức Phật Ngài giác ngộ với cội cây Bồ Đề á, sau 2 tháng Ngài mới thuyết giảng bài kinh đầu tiên, hay còn gọi là bài pháp đầu tiên, cho 5 anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Giả Isipatana. Cái bài pháp này có cái tên là gì quý vị biết không? Tứ Diệu Đế hả? Thôi hay quá vậy. Bài kinh này là được mang tên là Dhamma Cakkappavattana, tức là kinh chuyển pháp luân. Tức là cái bài kinh đầu tiên để vận hành cái bánh xe pháp trên thế gian này. Cho nên cái bài kinh này được đặt tên là Dhamma là bánh xe, là pháp, Cakka là bánh xe, Vattana là vận hành. Lúc đó là trên thế gian này cái bánh xe đã bắt đầu vận hành. Và nội dung trong cái bài kinh đó Đức Phật Ngài nói về có 2 cái thái cực. Một là quá khổ hạnh, 2 là quá lợi dưỡng. Thời đó nó có 2 cái phương pháp để mà giải quyết nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Cái phương pháp thứ nhất là lợi dưỡng. Cái gì hiểu chữ từ lợi dưỡng không? Tức là sẽ phục vụ cho cái nhu cầu tâm lý của mình, muốn cái gì chiều cái đó. Mà mình bây giờ cũng vậy nè. Tức là nó khó chịu cái mặt nào là mình giải quyết cho nó thành dễ chịu, là hết khổ. Ví dụ đói quá khổ đi ăn cho no hết khổ, buồn ngủ đi ngủ cho nó hết khổ, nóng nực quá kiếm máy quạt máy lạnh gắn vô cho nó hết khổ. Tức là lợi dưỡng mà, nó muốn cái gì chiều đó đó. Mà thường là mình giải quyết cái đó không à nghe. Mình giải quyết theo cái tâm của mình đó. Cuộc sống này thì quý vị thấy tâm làm chủ mình hay mình làm chủ nó? Tâm nó làm chủ mình. Tâm như ông chủ trong nhà đó, tâm như ông tướng rồi đó, chiến hòa do ông. Tâm như ông chủ vẽ hoa rồi đó, tâm còn làm Phật làm tà do ông. Cho nên tâm nó làm chủ mình dữ lắm. Hôm nay quý vị vào đây cũng là một cái hình thức để chúng ta làm chủ cái tâm mình, bớt gọi là chiều chuộng cái tâm mình. Cái tâm mình nó khó chịu cái gì đó, cái mình đi tìm cái sự dễ chịu cho nó, thấy nó bình yên rồi đó, giải quyết nỗi khổ được. Nhưng mà song song đó thì thời Đức Phật nó có một cái pháp môn tu khổ hạnh. Mà trước khi Đức Phật thành Phật thì Ngài cũng đã đi theo con đường này 6 năm rừng già khổ hạnh, đúng không? Nghĩa là sao? Cái quan niệm của cái hạnh tu khổ hạnh này là mình tiếp xúc thọ nhận những cái khổ lớn đi, để những cái khổ nhỏ nó không có làm cho mình khổ đau. Giống như mình trải qua cái sự đau đớn cực, tối cực, thiệt là lớn. Giống như, xin lỗi quý vị, giống như mình gãy tay, gãy chân, đứt lìa tay chân, thì lâu lâu mình có lỡ con dao, mình cắt vô cái ngón tay mình chút cũng không sao. Giống như ngày xưa mình, xin lỗi, cái đời sống của người dân mình thì nó hơi cơ cực, dầm mưa, dãi nắng, sáng, trưa, chiều, tối, lam lũ, cực khổ. Thì bây giờ có đi nắng chút cũng không sao. Họ quan niệm rằng như vậy đó. Họ quan niệm đến mức độ để họ tiếp xúc những cái khổ thật là lớn. Cụ thể như là mùa đông á, mấy cái vị tu khổ hạnh họ ra ngoài sông Hàn họ trầm mình xuống. Quý vị biết mùa đông ở độ lạnh dữ lắm, cái lạnh của sa mạc, cái lạnh dữ lắm, lạnh thấu xương. Mà họ đi ra họ tìm cái lạnh hơn nữa là họ trầm, họ tắm sông Hàn. Quý vị đó,
tắm sông Hàn mùa đông. Để làm chi vậy? Để họ tiếp xúc với cái khổ lạnh quá lớn đi, để khi mà bữa nào mà lạnh lạnh chút họ không thấy khó chịu. Họ nói cái nội lực tôi cao à, tôi từng trầm mình xuống sông Hàn rồi thì cái lạnh này nhầm gì. Rồi mùa nắng, mùa nóng ở bên Ấn Độ nó là có ba mùa thôi, mùa nóng, mùa lạnh và mùa mưa, chứ không phải như bên mình là bốn mùa xuân hạ thu đông. Ấn Độ chỉ có ba mùa thôi. Thì cái mùa nóng nó nóng dữ lắm, nóng bốc khói á, nóng mà các loài động vật như xin lỗi mấy vị, mấy con vật ở bên Ấn Độ mà mùa nóng nó phải đi kiếm ao hồ nằm, chứ kể cả các con chó mà ngoài đường nó trầm xuống mấy cái cống nó nằm hết, đưa cái lỗ mũi lên giống như mấy con ếch ở dưới quê mình vậy, nằm trong ao. Ai đi Ấn Độ rồi biết, tới mùa nóng á, mà đi ngang cái mấy cái đường mương cái cống á, các quý vị thấy toàn là cái mấy cái con chó đưa cái lỗ mũi lên nằm dài, đưa hai mắt cái lỗ mũi lên nằm nguyên cái mình xuống chứ nó mới chịu nổi, chứ nó lên trời nó chật. Nhưng mà mấy cái ông tu khổ hạnh, ông ra sa mạc ông ngồi rồi ông nằm, không phải như mình đâu, kiếm niệm kiếm chiếu đồ kê chứ không có. Họ đi nằm những cái nơi mà khô cứng thật. Đến chi vậy? Để bữa nào mà không có niệm họ nằm chiếu họ thấy khỏe. Còn mình bây giờ nằm niệm hoài, lâu lâu không có niệm ngủ không được, rồi đầu mình quá xưa. Đại khái như vậy. Thì nó có một cái hạnh tu là cái gì bớt khổ là gì? Là khổ hạnh, nhịn ăn dữ lắm. Mình bây giờ ăn hoài quen là bữa nào mà trễ chừng tí đồng hồ khó chịu. Bữa trưa nào không ăn là chiều là bủng rủng á. Còn những gì khổ hạnh họ ăn, họ nhịn ăn là chuyện bình thường. Họ nhịn đến mà gầy khô xương sườn xương sống thì ra hết. Đối với họ cái chuyện mà không ăn bữa hai bữa không nhầm gì, bình thường. Giống như mấy người thực dưỡng Osawa vậy. Họ ăn ít chút cái họ không có thèm ăn như mình. Mình nói xin lỗi chứ ngày quất ba bữa, bữa nào thiếu một bữa là khó chịu. Phải không nè? Bữa nào mà thiếu bữa trưa hoặc bữa tối hoặc bữa chiều hoặc bữa sáng thì đó thấy là mệt lắm. Thì đó, họ có cái cách tu để mà. Nhưng mà khi Đức Phật ra đời thì Ngài phủ nhận, bác bỏ hai cái lối tu này để mà diệt cái nỗi khổ niềm đau trong người mình. Ngài mới sản sinh ra con đường gì? Con đường gì nè? Trung đạo. Con đường trung đạo bát chánh. Mình có thể hiểu nôm na đó là con đường giữa nha. Đi theo con đường trung đạo là đi theo con đường giữa, chứ không phải đi giữa đường. Đi theo con đường giữa là đi theo trung bình giữa hai thái cực, an lạc lắm. Để hiểu điều này chúng tôi xin có cái ví dụ. Con đường giữa là con đường như thế nào? Ví dụ một buổi sáng sớm, có một cái người chủ nhà mở cửa nhà mình ra, thấy trước nhà mình có một bịch rác. Trong bịch rác có một mớ bịch ni lông với lon nước ngọt đã qua sử dụng, mà của ai đó không biết, xài rồi quăng trước cửa nhà của cái người này. Thì theo quý vị, cái người chủ nhà này khó chịu không? Khó chịu. Họ dẹp cái bịch rác đó, bà tâm họ bực lắm. Họ cũng lầm bầm ai mà ăn ở không có văn hóa, không có vệ sinh, sử dụng cho đã đi rồi quăng rác qua nhà tôi. Tâm họ là cái tâm bực bội. Chúng tôi tạm gọi đây là cái tâm thứ nhất, gọi là tâm chủ nhà. Nhưng mà buổi sáng hôm đó, cái người chủ nhà chưa có mở cửa, có một cái người lụm lon lụm bịch, lụm với chai á, họ đi ngang con đường đó, họ thấy cái bịch rác đó. Thì theo quý vị là họ bực hay họ mừng? Mừng không? Mừng, mừng lắm. Mà càng nhiều thì càng mừng á. Còn người chủ nhà càng nhiều thì càng bực, đó, ngược nhau. Bao nhiêu họ cũng lụm. Mà họ còn cho là ngày hôm nay là họ may mắn nữa. Chắc họ xuất hành trúng giờ hoàng đạo hay sao, đi rác nhiều quá. Vô mánh, hút hết. Họ vui. Nhưng mà buổi sáng hôm đó, cái người chủ nhà chưa kịp mở cửa, còn ngủ. Cái người lụm lon lụm bịch cũng chưa đi qua. Có một người thứ ba, không phải là chủ nhà, đi trên con đường đó. Họ không bực bội vì lý do họ không biết bịch rác này nó từ đâu. Có thể là của chủ nhà mà bực gì? Nhà người ta để rác thôi, phải không nè? Họ không, tại vì họ không phải là chủ nhà cho nên họ không biết cái bịch rác này là của ai. Nếu họ là chủ nhà thì họ phải bực, là vì họ biết không phải của mình mà của ai lại quăng trước nhà mình.
Còn cái người thứ ba này họ hoàn toàn họ không biết, họ bực bội làm gì? Tại thứ nhất là cái bịch rác này nhiều khi của người chủ nhà ta để sao? Và nếu như của hàng xóm để thì cũng dính dáng gì tới mình, mình không phải là nhà của mình mà. Và họ cũng không có vui mừng, phải không nè? Vì họ không phải là người lụm bịch, họ đâu đi tìm kiếm ở đó đâu. Thì họ đi trên con đường đó, theo quý vị họ đi an lạc không? Nhẹ nhàng không? Thí dụ như trong ba cái tâm này, người chủ nhà, người lụm bịch và người thứ ba, quý vị chọn tâm người nào? Không tin, nói thật lòng đi. Ở đây chúng tôi thấy 99% là chọn cái người thứ hai. Lụm vui, phải không nè? Nói thật lòng đi. Tại vì quý vị nghe chúng tôi nói rồi, quý vị mới chọn người thứ ba. Nhưng mà nếu như thực tế xảy ra là quý vị thôi cho con người thứ hai đi, vui lắm. Kệ, cu mang nặng nhọc nhưng mà nó vui. Bằng chứng là có cái cô đó, cổ thức khuya dậy sớm buôn gánh bán bưng. Có kỳ chúng tôi hỏi vậy có mệt không? Bà nói mệt thì có mệt, nhưng mà chiều về đếm tiền thấy nó khỏe. Bán được nhiều cực lắm, khách hàng đông cũng cực lắm, nhưng mà nó có cái vui, nó có cái vị ngọt mà, có tiền, đúng rồi. Như vậy thì trả lời lại thì thật lòng là người thứ mấy? Thấy chưa, người thứ ba hả? Cũng quyết định người thứ ba à. Thì người thứ ba mới là người trung đạo. Cái đó là quý vị chỉ thích theo sự. Vậy chúng tôi có bằng chứng là quý vị không phải là người thứ ba. Chúng tôi nói ra rõ ràng lắm nè. Quý vị một, ưu tiên một là chọn người thứ hai. Lụm năm này qua tháng kia, 5 năm, 10 năm có nhiều tiền rồi, bắt đầu xây nhà. Khi xây nhà rồi thì lúc đó bắt đầu sống bằng tâm người chủ, chủ nhà. Rõ ràng. Hồi sáng chúng tôi có giảng một cái bài pháp bên chùa Bửu Quang á. Chúng tôi giảng một cái câu kinh ở trong hệ kinh Tạng Nikaya, Đức Phật Ngài dạy là giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường, sanh dòng họ cao quý nhờ kính người đáng kính, vào gia đình hèn hạ do ngạo mạn kiêu căng. Thì giống như trường hợp là khi mình nghèo cái mình đi bố thí mình cúng dường để mình kiếm phước, nhưng khi mình giàu rồi cái sanh cái tâm gì? Cái gì nè? Ngạo mạn, kiêu căng, có tiền mà đụng xài tỷ 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 không, ngạo mạn kiêu căng. Thì cũng vậy, chúng tôi mượn cái hình ảnh đó mà nói rằng là mình cứ lụm bịch đi, mình lụm hoài, một năm, hai năm, mười năm cái nó nhiều quá, nhiều tiền quá làm gì? Mua nhà. Mua nhà mà sáng mở cửa là thấy bịch rác là nỗi khùng á. Nó cứ như vậy, nỗi khùng rồi sân si, rồi qua trái ngạo mạn kiêu căng, cái tiếp tục cái trở lên nghèo, nghèo hèn tiếp. Phải không? Vào gia đình hèn hạ do ngạo mạn kiêu căng, rồi tiếp tục lụm bịch nữa. Nó cứ như vậy mà gọi là dòng sanh tử đó. Ba chìm bảy nổi. Hồi nãy chúng tôi nói là 100% á, 99% chứ xin lỗi, là đa phần chọn người thứ hai. Tại sao vậy chúng tôi? Cái gì biết không? Một là chọn người thứ hai, hai là chọn người thứ nhất. Cài nói sư ơi, sân si chút cũng được, miễn là mình chủ nhà là ngon rồi. Có nhà hơn là không có nhà. Có nhà là phải chảnh chứ, phải cự nữ chứ, nhà tôi mà. Bằng chứng á, cái người thứ ba là cái người không có tham, đúng không? Không có vui trong cái được, và cũng không giận trong cái sở tri chướng chấp là nhà của mình. Không có chấp vô cái sở gọi là sở chấp, sở hữu chấp, tức là chấp vô cái mình có. Thì nghe nói ra thì ai cũng ham cái người thứ ba hết. Nhưng mà chúng tôi thắc mắc một điều, tại sao mình không thể nào tụng kinh ngồi thiền niệm Phật suốt đêm được, mà mình có thể ngồi chơi đánh bài hay chơi game suốt đêm được? Chơi đánh bài ăn người ta thì sao? Lụm lon lụm bịch. Mà thua người ta thì sao?
tâm người chủ nhà. Nó cứ như vậy, ăn thua, vui buồn, nó liên tục, sáng đêm hồi nào không hay. Còn bây giờ để cho cái tâm người thứ ba không dính dáng tới mình á, là ngồi thiền tụng kinh niệm Phật. Nói không? À, xỉu, hôm nay nó xỉu. Ngồi vậy cả suốt đêm xỉu. Đó. Mà bây giờ mình ngồi nghe Pháp vậy mà, nếu mà giờ này là cũng là giờ ngọ đó nha. Giờ này giờ hoàng đạo đó, dễ liêm diêm lắm à. Gửi tặng quý vị bài hát cho nó vui, thêm sinh khí. Xin phép ban tổ chức giúp cho quý vị thêm cái năng lượng để chúng ta ngồi nghe Pháp cho nó đúng giờ. Chứ để ngồi đây mà nói cái gì cũng đồng ý hết trơn là nghi lắm. Dạng con cháu hội đồng gật á, nói cái gì cũng gật á. Tưởng đâu mình nói hay, cuối cùng người ta buồn ngủ rồi ngủ gật. Bài hát có tựa đề niệm Phật, xin quý vị đồng hưởng ứng vỗ tay để... Lòng thành sinh dẫn triều mến, làm lành sẽ sống bình yên, mỗi ngày phát huy tâm lành, cho cuộc đời bừng lên mầm sống. Lời Thầy dạy khuyên thường nhớ, niệm Phật phải gắn niệm chăm, lúc ngồi đứng đi khi nằm, càng tinh tấn mà xa mê lầm, quay về bờ giác mà đường, đừng chờ mãi lỡ vô thường. Niệm Phật công đức cao vời, an vui suốt đời người ơi. Làm lành mà xa điều ác, đạo giang soi sáng mười phương. Nhớ thường nhất tâm niệm Phật, lòng thanh thản tình thương lan tràn. Hai ba, ba lòng thành sinh dân triều mến, làm lành sẽ sống bình bình yên, mỗi ngày phát huy tâm lành cho cuộc đời bừng lên mầm sông. Lời Thầy dạy khuyên thường nhớ, niệm Phật phải gắn niệm chăm, lúc ngồi đứng đi khi nằm, càng tinh tấn mà xa mê lầm, quay về bờ giác mà nương, đừng chờ mãi lỡ vô thương. Niệm Phật công đức đức cao vời, an vui suốt đời người ơi. Làm lành mà xa điều an, đạo giang soi sáng mười phương. Nhớ thường những tâm niệm Phật, lòng thanh thản tình thương lan tràn. Bài hát này có ý nghĩa lắm. Ý nghĩa gì không? Ai nói đúng không? Được thưởng. Ai thông minh không? Cái gì? Sai ý chúng tôi hết. Hôm nay chúng tôi giảng chủ đề bài pháp là gì? Làm lành mà xa điều ác đó, đào vàng soi sáng mười phương. Phải trả lời như vậy mới đúng. Đi thất trắc nghiệm là sai rồi. Tức là nó phải kết hợp với cái chủ đề và cái bài hát này. Mục đích chúng tôi gửi tặng quý vị bài hát này là có mục đích chứ không phải. Là đúng nhấn mạnh cái chủ đề là làm lành, lãnh dự, thận trừ tu bảo là chúng tôi đang nói. Thận là cẩn thận không cho những cái điều ác sanh khởi. Trừ cần là những cái điều ác gì đã sanh rồi phải tìm cách trừ diệt đi.
Tu cần là tu dưỡng những cái thiện pháp nào chưa sanh cho sanh khởi. Và bảo cần là gìn giữ những thiện pháp nào đã sanh cho được tồn tại và phát triển. Thí dụ như khóa tu ly tham của chúng ta tại chùa Diệu Pháp này, thì chúng ta cần phải dịch dựng. Kỳ sau nhớ đăng ký sớm mà, trễ là full á, không có chỗ ngồi. Mỗi tháng cần phải tu hành á, để cho phước đức căn lành tăng thêm. Thấy không nè? Xin phép quý vị cho phép chúng tôi nói sơ về cái ly tham. Hồi nãy chúng tôi đang nói tới cái Đức Phật ngài giảng con đường trung đạo, tránh hai cái thái cực. Và cái điều cốt lõi trong cái bài Pháp Triển Pháp Luân đó là tứ diệu để. Đúng rồi, nãy ai trả lời cũng đúng, là đúng cái nội dung. Còn cái tựa thì nó là Kinh Triển Pháp Pháp Luân. Thì trong tứ diệu đế đó là có bốn sự thật. Tứ là bốn, đế là chân lý hay là sự thật nghe. Bốn sự thật vi diệu. Vì bốn sự thật này nếu mà ai giác ngộ được, liễu tri được, thì người đó sẽ trở thành là tứ thánh gì? Tứ thánh đế. Tức là trở thành bậc thánh. Mình còn phàm phu, còn vô minh là vì mình chưa hiểu được tứ diệu đế. Đúng rồi. Phải tu tập tứ diệu đế. Thì tứ diệu đế gồm có gì nè? Thứ nhất là gì? Khổ đế. Hay quá. Đúc khá sát chá. Đúc khá là khổ, sát chá là sự thật hay chân lý. Khổ đế cần phải liễu trì, cần phải biết. Cái chữ biết này nó ghê lắm. Biết của nhà Phật chứ không phải là biết theo cái dạng mắt tai mũi lưỡi nhìn thấy biết nghe thấy, không phải. Mình có ba loại biết, tức là thức tri, tưởng tri và tuệ tri. Thức tri là biết qua các giác quan, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Mình có sáu cái giác quan. Mắt nhìn thấy cảnh sắc biết thì đó là nhãn thức. Tai nghe âm thanh biết đó là nhĩ. Mũi ngửi mùi biết là gì? Tỷ thức. Lưỡi nếm vị biết là thiệt thức. Thân xúc chạm biết là thân thức. Ý suy nghĩ biết là ý thức. Thì cái này mới là gì? Thức tri. Tưởng tri là gì? Là cái biết do gì? Không phải do suy nghĩ. Suy nghĩ là ý thức. Cái biết mà do học hỏi ở học đường. Thí dụ một vị bác sĩ nhờ đâu mà biết? Chuyên khoa y là nhờ tưởng tri, học rồi nhớ lại, thực hành xong mà làm lại. Những cái điều mà quý vị nói được là đều là tưởng tri hết. Thậm chí những gì chúng tôi nói trên đây cũng nói bằng tưởng tri. Có một câu nói vui là những gì tôi nói hôm nay là mới học hôm qua, mà cụ thể như vậy. Mới tối này mới học, giờ lại nói, nhớ lại đó. Tưởng tri. Hoặc là cái biết do kinh nghiệm, do trải nghiệm qua. Mình biết thì cái biết đó cũng là dạng tưởng tri. Nhưng mà cái biết của tuệ tri là khác. Cái biết của tuệ tri là phải thẩm thấu nhân quả tam tướng, phải liễu tri được khổ đế. Thứ nhất là gì? Sanh là khổ. Thứ hai là gì? Già là khổ. Thứ ba là gì? Bệnh là khổ. Thứ tư là gì? Chết là khổ. Thứ năm là gì? Cầu bất đắc là khổ. Cái khổ này quý vị bị nhiều lắm. Vào chùa mà cái cầu cho cố vô về không được cái khổ. Có không? Đến chùa mà cầu xin cho cố vô, đứng trước tượng Phật Bà Quan Âm lại xin quá trời xin, về không được. Phật này không linh. Thôi đi về Bạc Liêu á, Quan Âm Nam Hải gì đó, linh hơn. Trời ơi, tội nghiệp Phật thiệt. Có một ông mà ông này không linh, ông kia không linh. Khổ, cầu bắt đắc khổ. Ái biệt ly, thương là phải xa đó khổ, ghét phải gần. Khổ không? Khổ không nè? Ghét phải gần mà, quán tấn hội khổ đó.
Nói tóm lại chấp năm quẩn là khổ. Phải liễu tri như vậy. Ghét phải gần ghê lắm. Người ta nói thấy mặt kẻ thù như kim đâm vào mắt vậy đó. Ở chung với người nghịch như niêm mặt nằm gai, khổ lắm. Ghét mà gặp hoài, không ưa mà thấy hoài. Mà xét cho cùng là không nhìn ra sao thấy. Cũng tại mình nhìn cho nên mình mới thấy. Thì khổ này cần phải liễu tri. Khổ mà nói rộng là có 8 khổ nha. Mới kể xong đó là bát khổ. Mà nói hẹp có 3 khổ. Nói theo một cái khía cạnh khác có 3 khổ. Thứ nhất là gì? Khổ khổ là nói mấy cái người mà thiếu phước, mà nghiệp dư. Nghiệp thì như núi đó, phước không có nhiều, mỏng le. Nghiệp dày phước mỏng á, sanh ra là khổ liền. Có tu có tạo đâu mà hưởng, tạo là nghiệp không. Mấy người mà chiên ngôn tạo nghiệp á, đời sau sanh ra là khổ khổ. Vừa lọt lòng mẹ là khóc dài dài cho tới ngày vô hòm vẫn còn khóc. Toàn là gặp quả ác nghiệp không. Thì cái đó gọi là khổ khổ. Cái khổ thứ hai là hoại khổ. Là nói những người mà họ có phước, nhưng mà cái phước đó nó không bền. Nó bị vô thường. Ví dụ như đang khỏe mạnh cái đổ cái bệnh. Khỏe mạnh là phước, nhưng bệnh tới là xuất hiện, hoại đi cái sức khỏe đi, xuất hiện cái bệnh tật là khổ. Đang giàu hôm qua hôm nay đổ nợ, mất của cải tài sản, nó hoại đi cái tài sản đó, xuất hiện cái khó khăn khổ. Gia đình đang hạnh phúc, vợ chồng con cái hòa thuận hạnh phúc, đùng cái qua mai ông cuốn gói đi đâu mất tiêu, khổ. Thí dụ vậy, vô thường rước ông đi cũng khổ. Nó hoại đi cái niềm vui và phước báo hạnh phúc của mình thì nó sẽ xuất hiện cái gì? Cái khổ. Cụ thể đang ngồi đây có cái quạt mát quá, đùng cúp điện, nực lên liền, khó chịu liền. Thì cái này gọi là gì? Hoại khổ. Cái khổ thứ ba là gì? Hành khổ. Hành là pháp hành đó quý vị. Là pháp hữu vi đó. Là sankhara, là pháp sanh diệt đó. Mình còn bị lệ thuộc vô cái pháp này. Mình còn bị cái tính lệ thuộc vô cái sự sanh diệt, có không còn mất, là khổ. Không tin chúng tôi, quý vị sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi, chào đời hai tay trắng có gì đâu mà tự nhiên có xong cái mất, cái tự nhiên lệ thuộc. Phải không nè? Mình lệ thuộc vô cái chữ có không còn mất. Bây giờ tự nhiên ấy, hãy được là vui, mà mất cái là buồn. Mà bản chất mình có đâu. Cái gì đến cuộc đời này có gì không? Có không? Không. Nhưng mà hãy bắt đầu không, đã không có rồi, cái nó xuất hiện. Xuất hiện là vui lắm. Nhưng mà rồi nó sẽ mất, tại bản chất mình cũng đâu có đâu. Sanh giả không, tử cũng giả không. Nhưng mà tự nhiên ta sẽ buồn. Tức là còn cái tính lệ thuộc vô cái chuyện có không, là xuất phát từ tâm tham đó, nó mới khổ. Thì ai mà còn tính lệ thuộc vào có không còn mất và bận lòng đó là khổ. Tự nhiên khen ngày vui chê buồn, đâu không biết nữa, mình không hiểu nữa. Không biết từ đâu nó hình thành ra cái quái gở này, bị tính lệ thuộc quá đi. Cho nên là vì lòng tham. Cái nguyên nhân, cái đế thứ hai, nguyên nhân sanh ra khổ đó là gì? Đế thứ nhất là khổ đế. Đế thứ hai là tập đế. Là sự thật của cái nguyên nhân sanh ra sự khổ là gì? Là chồng con hay cuộc đời này, phải không? Không phải. Nguyên nhân sanh ra sự khổ đó là tham ái. Cho nên chúng tôi tình cờ thấy được cái khóa tu chúng ta để cái chữ là ly tham. À, chúng tôi thấy trước thì chúng tôi chọn cái đề tài ly tham giảng này. Hay quá. Vì cái khổ của chúng sanh trên thế gian này là tham nhiều thì khổ, tham ít thì khổ, không tham thì không. Mình đây còn khổ không? Đó. Mình làm gì cái chuyện không tham? Mình đồng dạng ham dữ lắm. Nghe nè,
Mình là ham ăn, ham ngủ, ham tiền, ham khen, ham đẹp, ưu phiền khổ đau. Năm ham dứt bỏ cho mau, thân tâm an lạc khỏi vào chùa am. Vỗ tay cái đi. Cái lòng tham của mình nó ghê gớm lắm. Giáo pháp của Đức Phật là hướng đến ly tham nha. Mình tu làm sao không biết. Mỗi ngày một ít, cái lòng tham của mình nó giảm đi. Mình bây giờ chỉ còn là khổ ít hay khổ nhiều thôi. Hiểu hai cái từ này không? Nếu khổ nhiều thì tự biết mình là tham nhiều, nãy nói rồi. Còn nếu khổ ít thì mình tham ít. Còn cái chuyện mà không tham thì ở đây không có rồi. Ở đâu á, chứ trong đây chúng tôi nhìn là không có, kể cả chúng tôi nữa, không có rồi. Mình chỉ còn có hai từ là ít hay đâu, ở đây ai ít đâu giờ tài rồi. Không dám dơ luôn đó chưa. Ai nhiều đâu, cái dơ đầy hết trơn. Không hiểu vì sao. Không hiểu là cái ngài trụ trì ở đây là ngài chọn cái chủ đề hay quá đi, lần đầu tiên chúng tôi mới nghe. Xưa giờ mình nghe nó khóa tu an lạc không à, mà an lạc gì nói. Vào chùa học được chữ tu, về nhà bận rộn lu bu quên liền sao bạn lại. Đến chùa là để tâm yên, vừa ra khỏi cổng cái ưu phiền phủ dây nữa sao an lạc. Đến chùa cốt để tâm an, gặp vài người nữa ngồi than trách đời. Than ghê lắm. Than riết mà nó có cái bài thơ than luôn. Người lớn á, thường than thân trách phận. Đời á, là bể khổ nợ với nần. Quan gia muôn kiếp nay phải trả, nếu đã vậy rồi ai hưởng đây. Người khổ than không nói, mà người sướng cũng than. Không con hay có rồi cũng than, không con ước được nựng cục vàng, mà có con khổ mệt cái nợ nặng mang liền. Cuộc đời sướng khổ xin chớ than, tinh thần thoải mái nghĩ lạc quan. Hãy dùng trí tuệ nhìn tổng quát, nhân quả thông suốt tâm an nhàn. Cho anh chàng chỗ ta. Như vậy thì quý vị càng phải tham dự khóa tu này liên tục để coi nó có bớt được miếng nào. Coi năm cái ha mà chúng tôi đọc đó, có bớt được miếng nào. Khi mà bớt rồi thì mình mới nghĩ nè. Đọc theo chúng tôi cái bài đó hay quá đi. Ham ăn, ham ngủ, ham tiền. Đọc theo. Ham khen, ham đẹp, ưu phiền khổ đau. Năm ham dứt bỏ cho mau, thân tâm an lạc khỏi vào chùa am. Thấy còn vào đây là biết còn ham rồi. Phải không? Phải ráng tu sao cho nó giảm. Cái chủ đề này chúng tôi giảng mãi, ly tham. Mình tu làm sao không biết. Cái người tu nó phải bớt tham hơn người chưa tu. Chứ mà mình tu, càng tu mà còn tham thì cái này thuộc cái dạng là mới tu mình tưởng mình ngon á. Tu lâu mới biết mình còn quá ngu. Phật ơi con vẫn ngồi tù, ở trong năm dục mịt mù sắc thinh. Hiểu năm dục không? Sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, những món xúc lạc. Dính mắt dữ lắm, tha mà tha cái đó đó. Ở trong năm dục mịt mù sắc thinh, thôi nay tìm lại chính mình, trả đời dạng sự lặng nhìn cõi tâm. Cái gì của đời trả cho đời, mình chỉ có cái tâm thôi. Nhìn vô đây cho nó khỏe. Chứ nhìn nhà cao cửa rộng, của cải tài sản vật chất mệt lắm. Biết bao nhiêu cho vừa.
Kiếp người dài ngắn bao lâu, tùy theo thọ mạng lo âu làm gì? Khổ sầu phiền não mà chi, để lòng thanh thản đến đi nhẹ nhàng. Dù cho xinh đẹp giàu sang hay là xấu xí, nghèo nàn khổ đau, tuy rằng hoàn cảnh cảnh khác nhau, nhưng tâm đừng chấp giàu nghèo mới hay. Giàu sang dễ bị mê say, nghèo nàn đạm bạc qua ngày cũng xong. Làm người cần phải thông dong, yên vui tự tại, tấm lòng thanh cao. Cuộc đời sóng gió ba đào, tâm ta tâm không đắm nhiễm gió nào động lai. Hơn thua thắng bại hằng ngày, thị phi danh lợi xưa nay chuyện thường. Thế nhân cần có tình thương, đừng nên ỷ thế lấn đường người ta. Tầm nhìn mở rộng cao xa, từ bi trí tuệ chan hòa nhân sinh. Sống cho trọn nghĩa trọn tình, đừng gây quan trái bất bình với ai. Mình còn có lúc cũng sai, nghiệp dày phước mỏng đức tài chưa sâu. Cuộc đời nào có bền lâu, vô thường không hẹn biết đâu mà lường. Thăng trầm vinh nhục phong sương, giữ lòng bình thản đừng vương khổ sầu. Ta người có khác gì đâu, cảm thông tất cả nguyện cầu an nhiên. Cần nên tránh ác làm hiền, để tâm trong sạch không phiền không tham. Sân si nhất định không làm, đơn sơ biết đủ không ham muốn nhiều. Tiền tài vật chất những điều, nếu tham thì biết bao nhiêu cho vừa. Đừng nên lưu luyến say xưa, xả ly đừng chấp đừng ưa so bì. Đam mê dục lạc mà chi, ta còn không có, có gì của ta. Đủ duyên hòa hợp sinh ra, hết duyên tan rã có gì ta đâu. Chấp chi mang khổ mang sầu, nhẹ nhàng buông xả không cầu không mong. Luôn luôn thanh tịnh cõi lòng, thảnh thơi giải thoát khỏi dòng trầm luân. Ở đây chúng tôi có thấy mấy câu mà chúng tôi muốn nhấn mạnh. Vì hôm nay chúng tôi chọn chủ đề là gì? Khóa tu chúng ta có tên là gì? Hay, hôm nay nhiêu đó đủ tiền rồi. Đứng lên ra về lụm ba cái câu này. Cái câu thứ nhất đó là gọi là đừng đơn sơ biết đủ không ham muốn nhiều đó, lý tham. Tiền tài vật chất những điều, nếu tham thì biết bao nhiêu cho vừa. Con người mình mà nó đã tham rồi, tham mãi. Tham tới mức độ mà như vậy là mới ghê nè, nghe mà thấy sợ. Để đọc cho nghe mà thấy mà sợ. Đâu rồi? Nãy mới viết đi đâu mất tiêu rồi. Đây, đọc cái này nghe mới sợ. Tôi đã thấy biết bao người giàu có, chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam, vẫn mãi mê ham của cải bạc vàng, vẫn khao khát chạy hoài theo khoái lạc. Tôi đã thấy biết bao là vua chúa, chưa bao giờ an phận với gian sang. Dù biên cương giáp bốn bể ngút ngàn, vẫn muốn nữa muốn biên thùy rộng mãi. Người thế gian từ bần dân vua chúa, trước tử thần tâm vẫn còn tham. Tiếc chi, tiếc công danh, tiếc sự nghiệp chưa thành, nhưng phải bỏ tay buông xuôi nhắm mắt. Trước khi chết, thần chết rước mình đi, còn tiếc đủ thứ. Tiếc công danh, tiếc sự nghiệp chưa thành, nhưng mà phải sao? Phải buông bỏ xuôi tay nhắm mắt thôi chứ sao. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con dẫu có chí tình, cũng đành bất lực làm thinh đứng nhìn. Mỗi ngày đêm trôi qua, chúng ta lại thêm già và gần hơn cái chết. Khi tử thần đến rồi, tiền bạc không mua nổi, quyền lực cũng buông thôi. Bao nhiêu người thân quý đành bỏ lại ra đi, chỉ có các công đức làm lành đánh dữ đó là hành trang duy nhất, là bạn nương tựa tốt cho đời này đời sau. Trước khi dứt lời, xin tặng quý vị thêm bài hát Đời Giả Tạm. Chúc quý vị một ngày tu tập thật an lạc, bớt tham. Bớt tham mới an lạc. Còn tham thì nó còn khổ đau. Mà
mà cái khổ nhiều là biết mình tham nhiều. Quý vị cứ học cái quy tắc này để về suy luận ra coi coi mình tham ít hay tham nhiều. Người nào mà đến chùa nói thầy ơi con khổ quá, sau này không than nữa, tự hiểu là mình tham nhiều. Gặp ông thầy ông nói với gặp sư cho nói thầy ơi con khổ quá, ai biểu con tham nhiều vậy đó, tham ít đi con sẽ bớt khổ. Đời giả tạm xin được phép bắt đầu. Vỗ tay cái cho nó vui. Trong chốn nhân gian nào đâu có gì phú quý vinh hoa tựa như áng mây, chỉ là giả tạm mà thôi. Đời đâu có mấy khi vui câu danh lợi như giọt sương mai. Không biết thân ta ngày mai thế nào, sanh tử biệt ly buồn vui khổ đau. Kiếp người như giọt bèo trôi, rồi trong một phút buông xuôi, khi linh hồn đi vào xa xôi. Thôi tranh đua làm chi, hơn thua làm gì, đời tan hiệp khác nào bèo mây. Đời có vui đâu thôi chớ bận tâm làm gì. Nay có nhân duyên được nghe pháp màu, nên gắng lo tu nguyện không dễ vui. Vui cùng tiếng kệ lời kinh, nguyện cho tâm trí khai minh, mong cho đời không còn điêu linh. Nghe tiếng chuông ngân lòng không vướng trần, nay gắng lo tu ngày sau sướng thân. Tâm hồn sẽ được nhẹ lân, về vui với chốn chân tâm, đó mới là hạnh phúc yên vui. Vỗ tay như bánh bao chiều xèo. Xin cảm ơn những tràng vỗ tay thật lớn của quý vị. Trước khi dứt lời, do phép Chánh Định được nói lời tri ân đến ngài Thượng Tọa trụ trì cùng chư tôn đức trong ban khóa tổ chức khóa tu lần 2 của năm 2012 với chủ đề ly tham. Chánh Định vô cùng hoan hỷ được chư tôn đức cũng như quý vị cho Chánh Định một khoảng không gian thời gian, mặc dù là buổi chiều nhưng mà nó không phải là bánh bao chiều, nó rất là hăng hái, vui vẻ, năng động. Cảm ơn những cái sự lắng tâm nghe pháp của quý vị. Chúng tôi hay nói một câu rất hay là một người nói giỏi không bằng một người giỏi lắng nghe. Tự vỗ tay lớn chúc mừng mình. Quý vị hôm nay là cái người đáng khen hơn chúng tôi. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Cái người nói giỏi là họ nói những cái điều họ chọn lựa, họ thích họ nói. Còn quý vị nghe không có quyền chọn lựa. Chúng tôi nói cái gì thì nghe cái đó mà nghe mà vẫn hoan hỷ như vậy, thật sự là cái người đáng khen. Một lần nữa cuối cùng xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo quay lực chư thiên thì từ gia hộ đến ngài Thượng Tọa trụ trì cùng chư tôn đức trong ban tổ chức và toàn thể quý vị sức khỏe dồi dào, thân tâm luôn được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.